chia sẻ về cơ duyên đến với nghề và trở thành bác sĩ tư liệu cổ, anh Bùi Tiến Phúc chia sẻ, vốn nhìn thấy những tư liệu cổ Hán Nam ở nước ta theo thời gian dần bị hư hại rất nhiều và đang rất cần có những phương án để phục hồi, tiếp tục lưu trữ. Bên cạnh đó, hiện nay, nguồn nhân lực trong lĩnh vực phục chế hiện vật giấy cổ tại Việt Nam rất hiếm, đặc biệt là chưa có trường lớp đào tạo bài bản ngành này. Vì vậy, anh quyết tâm sang Đài Loan du học về bảo tồn cổ vật với mong muốn phục hồi lại những hiện vật cổ quý giá của nước ta. Sau khi du học từ Đài Loan trở về, anh Phúc bắt đầu xây dựng Hán Nôm Đường, chuyên phục chế tranh, sách, tiền cổ. Đầu tiên cơ bản đó là phải biết được chữ Hán chữ Nôm thì mới có thể làm cái di sản Hán Nôm được. Tu vá, tức là vá bổ lại những cái chỗ mà bị rách, bị mất. Thì ngoài ra là còn phải học thêm những cái kiến thức về hóa học, sử dụng những cái loại hóa chất làm sao để mà xử lý giấy, làm cho cái độ pH của giấy tăng lên, kéo dài được cái tuổi thọ của giấy. Rồi những cái hóa chất dùng để tẩy trắng trong cái ngành mà sản xuất giấy, để mà xử lý những cái trang tư liệu mà nó bị hoen ố, đã bị ngã vàng. Phục chế những tác phẩm hội họa, sách, tiền cổ trước sự bào mòn của thời gian luôn là một công việc vô cùng khó khăn. Vì vậy, để tu bổ được một hiện vật giấy cổ thành công thì yêu cầu người chuyên viên phải có kiến thức chuyên môn và tay nghề cao. Hiện tại, các chuyên viên trong Hán Nôm Đường đều có trình độ kỹ sư, đã được đào tạo kỹ năng thủ công nghệ thuật, kiến thức khoa học tự nhiên, đặc biệt là phải am hiểu Hán Nôm vì đa số những tác phẩm cần phục chế đều là di sản Hán Nôm. Cái mà mình sợ nhất đó là cái hiện vật đó, đó là một cái cuốn sách hai bức tranh, nó đã từng trải qua quá trình phục chế. Có những cái bức tranh mà mình phải mất nguyên một tuần thì mới có thể gỡ được hết băng keo trong ở trên bề mặt, khử axit thì lại mất thêm một tuần nữa là hai tuần. Rồi khi mà vá rồi may đôi khi nó phải mất cả tháng trời để làm. Quá trình phục chế rất kỳ công. Đầu tiên là việc giải phẫu hiện vật giấy. Người làm công tác phục chế quan sát, nhận diện được loại giấy, kỹ thuật in. Tiếp đó là hàng loạt các kỹ thuật phục chế hết sức công phu như tiến hành vệ sinh theo từng tình trạng, yêu cầu cứu chữa với những chất liệu chuyên biệt, kiểm tra độ pH, khử axit cho giấy, nấu hồ và tu bổ cục bộ. Công việc này đòi hỏi người chuyên viên phải tập trung tuyệt đối, tỉ mỉ, cẩn thận trong từng công đoạn, bởi chỉ cần một chút sai sót có thể làm mất giá trị của những hiện vật cổ trị giá vài trăm triệu đồng, vài tỷ, thậm chí là vô giá. Thời gian phục chế vì thế cũng có thể kéo dài đến vài tháng mới có thể hoàn thành. Mỗi người chuyên gia được xem là bác sĩ chuyên chẩn mạch, tìm đúng bệnh để khám chữa, phục hồi lại những hiện vật giấy đã bị thời gian tàn phá. Công việc này đã góp phần bảo tồn, gìn giữ những giá trị văn hóa đã từng một thời lừng danh qua các tư liệu xưa.